Ngày 3 tháng 10, người dân tại khu vực xảy ra lũ quét ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An kêu gọi người thân đến dọn dẹp lớp bùn đất để tìm kiếm tài sản. Đi đâu cũng gặp những ánh mắt thất thần, khóc nghẹn của bà con vì tài sản đã bị lũ dữ cuốn trôi. Nhiều hoàn cảnh thương tâm chỉ nghe đã thấy nhói lòng, lũ dữ đổ về. Chỉ trong tích tắc, người mẹ đã không kịp cứu đứa con 14 tháng tuổi. Lũ cũng cuốn trôi hết của cải tích cóp cả đời của người dân ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Mệt mỏi sau 3 ngày chống chọi với lũ dữ, bà Vang Thị Bình, sinh năm 1959, trú ở khối 1, thị trấn Mường Xén, vẫn gắng gượng đứng bên ngôi nhà đổ sập, mong cứu vớt được ít tài sản còn sót lại. Nó như là đồ đạc của bà, tivi, tủ lạnh, tủ con, tủ mẹ, đôi hệ, sạch bênh bênh, có cái gì cả nhà bà như. Bao nhiêu năm làm ăn tích cóp, giờ tôi chẳng còn gì, bà Bình nghẹn khóc. 3 giờ sáng ngày 1 tháng 10, mưa như chút nước, dự tính nhà sẽ bị ngập nên bà Bình đã khẩn trương kê đồ đạc lên cao. Thế nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau, nghe tiếng la hét của người dân phía trong lũ về, nên bà vội chạy lên trung tâm chính trị huyện lánh nạn. Vừa chạy được lên tầng 2, lũ đã âm âm đổ về, cuốn trôi hết mọi tài sản tích cóp của bà. Cầm trên tay gói xôi người con mua cho từ sáng, bà Bình khóc. Mất hết rồi, giờ tôi cũng chẳng ăn được, chỉ mong các cơ quan chức năng dựng lại giúp tôi ngôi nhà để gia đình tôi vặn gắng gượng vượt qua đợt lũ này. Cùng hoàn cảnh như bà Bình, chị Lô Thị Xoa ở bản Sơn Hà chia sẻ, lũ cắt đã chia bản Sơn Hà với Hòa Sơn nên tôi vẫn chưa về được nhà. Đứng bên này nhìn cảnh nhà tan hoang mà quặn lòng quá. Giờ tôi lo nhất là hai đứa con từ khi lũ về vẫn chưa liên lạc được, mong là các cháu chú nhờ người nhà trong bản an toàn. Theo thống kê mới nhất của Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, trận lũ dữ vừa rồi đã khiến 14 ngôi nhà bị cuốn trôi, 85 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 24 nhà ngập nặng, 19 ngôi nhà bị sạt lở. Ngoài ra, lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân như xe máy, ô tô. Đáng thương nhất là trường hợp tử vong của một cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Được biết, khi lũ đổ về, người mẹ đang lo chẳng chống nhà cửa. Cháu gái lớp 5, bế em bé 4 tháng tuổi thì không may bị lũ cuốn trôi. Người cháu gái may mắn mắc vào gốc cây sống sót. Cháu bé 4 tháng tuổi đã bị lũ cuốn đi. Công chúa của mẹ ngủ ngon nhé. Mẹ xin lỗi con, tất cả là tại mẹ. Mẹ thương em nhưng không làm được gì. Ở bên kia con có lạnh không? Mẹ biết con cần mẹ và mẹ cũng thế. Mẹ chấp nhận mất mọi thứ chứ không mất chấp nhận được chuyện mất em. Thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ làm sao vượt qua đây? Chỉ có mẹ thôi, mẹ sống sao bây giờ? Dòng tâm sự của người mẹ khiến ai cũng xót thương. Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, tình hình mưa lũ trên địa bàn đang hết sức phức tạp. Ủy ban Nhân dân huyện đang từng giây, từng phút cùng các lực lượng chức năng tham gia cứu vớt, hỗ trợ nhanh nhất cho người dân vùng tâm lũ. Ông Minh cũng cho biết thêm, lũ xảy ra bất thường, đột ngột, cường độ lớn nên thiệt hại cho người dân vô cùng lớn. Để nhanh chóng giúp người dân gượng dậy sau lũ, huyện cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, các cấp ngành kịp thời cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác giúp địa phương và người dân vượt qua thiên tai. Có thể nói, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Đây được coi là trận lũ quét lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Bùn lầy, đất cát, sách vở, xe máy, ô tô và rất nhiều vật dụng khác đều nằm ngổn ngang sau cơn lũ. Một số máy múc, máy ổi và máy đào vẫn đang tích cực làm việc xuyên đêm để dọn dẹp. Tuyến quốc lộ 7A đang được máy múc gạt bùn, cát sang một bên để ô tô có thể đi. Tuy nhiên, khối lượng đất đá, rác thải vô cùng lớn, phải mất nhiều ngày mới có thể khắc phục xong được sự cố. Nhiều người dân tại đây kể lại, phải hàng chục năm qua giờ mới chứng kiến một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng đến vậy. Chỉ đạo khắc phục tại hiện trường, ông Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, đợt mưa từ 1 giờ sáng đến 10 giờ trưa ngày 2 tháng 10 diễn ra ở Kỳ Sơn rất lớn, với trên 200mm. Do địa hình đồi dốc, mưa trong nhiều ngày nên đã xảy ra một trận lũ quét thiệt hại lớn. Chính quyền địa phương đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ, vì vậy đã khắc phục được những thiệt hại cho bà con nhân dân. Tuy nhiên, qua thống kê sơ bộ thì thiệt hại trên địa bàn Kỳ Sơn tương đối lớn.
Ở vùng này thường xuyên có lũ ống, lũ quét xảy ra vào những năm 2011, 2013, 2017 và 2018. Tuy nhiên, qua thống kê, đây là đợt lũ quét lớn nhất cách đây 20 năm. Bùn đất vào nhà thấp nhất là 50-70cm, cao nhất là gần 2m. Các vật dụng như xe máy, tủ lạnh, đồ dùng sinh hoạt bị chôn vùi trong cát. Phó Chủ tịch Nghệ An cũng cho hay, trước mắt phải sơ tán dân, đảm bảo cho người dân có đủ nơi ăn, chốn ở. Vào sáng nay, ngày 3 tháng 10, đã điều động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, tổng khoảng 300 người, giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Vượt hơn 1.000 km từ Trà Vinh đến Nghệ An, anh Trần Huỳnh Hoài Phong, sinh năm 1987, đội trưởng đội thanh niên xung kích tỉnh, cùng 5 đồng đội đã hỗ trợ bà con xã Thanh Mỹ, Thanh Xuân, huyện Thanh Chương chống ngập lụt. Sau 3 ngày, biết tin huyện Kỳ Sơn cũng xảy ra lũ quét, mấy anh em lập tức di chuyển ngay trong đêm, kịp thời có mặt chung tay khắc phục hậu quả cùng người dân. Tôi rất hãi hùng khi chứng kiến cảnh tan hoang tại thị trấn Mường Xén. Bùn đất chất cao như núi, mong bà con sớm ổn định lại cuộc sống để phát triển kinh tế, anh Phong tâm sự. Trước đó, như báo Sức khỏe và Đời sống đã cập nhật tình hình rốn lũ tại Nghệ An như sau. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tính đến hết ngày 2 tháng 10 năm 2022, hoàn lưu của bão số 4 ảnh hưởng đến 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và gây sạt lở đất, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 4 như sau. Về người, có 7 người chết tại Nghệ An. Về nhà, có 11.149 nhà bị ngập. Trong đó, tại Nghệ An là 9.807 nhà, Hà Tĩnh là 1.210 nhà, Thanh Hóa là 132 nhà, giảm 2.884 nhà so với báo cáo ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh có thiệt hại nặng nhất. Về nông nghiệp, 3.955 hectare lúa bị ngập, 10.090 hectare hoa màu, 10.444 hectare thủy sản bị ảnh hưởng. Về giao thông, có 29 vị trí ngập và 68 điểm sạt lở trên các quốc lộ và tỉnh lộ. Về chăn nuôi có 1.289 con gia súc, 189.728 con gia cầm bị chết và cuốn trôi. Riêng trận lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ngày 2 tháng 10 năm 2022 đã khiến một cháu bé 4 tháng tuổi tên là MNC ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ tử vong, bị lũ cuốn trôi đã tìm thấy thi thể. Trận lũ quét kinh hoàng này cũng đã cuốn trôi 14 nhà, xã Tà Cạ 13 nhà, 1 nhà thị trấn Mường Xén, ngập 85 nhà tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, 19 nhà bị sạt lở, trong đó có 3 nhà kiên cố bị sạt lở hoàn toàn. Về giao thông, sạt lở nhiều đoạn tại tuyến đường Mường Xén đi Tây Sơn, làm hư hỏng cầu vòng sắt Hòa Sơn, xã Tà Cạ, giao thông vào xã Tà Cạ và Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn, sạt lở ta luy dương tuyến quốc lộ 7 tại xã Tà Cạ, các phương tiện hiện không qua lại được, sạt lở trên 10 điểm tuyến quốc lộ 7 trên địa bàn xã Nậm Cắn. Cô lập hai xã Tây Sơn và Tà Cạ, trong đó có bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, gồm có 236 hộ và 966 nhân khẩu, và bản Sơn Hà, xã Tà Cạ bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận. Thiệt hại khác gồm có 2 ô tô bị cuốn trôi, hiện đã vớt được 1 chiếc và ngập 10 ô tô. Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp người dân địa phương ổn định lại đời sống. Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin.